Xin kính chào quý vị và các bạn. Chủ nhật cuối tuần, dự báo miền Trung sẽ chuyển mưa. Mưa xảy ra bất chợt ở dọc khu vực từ Thanh Hóa kéo dài đến Khánh Hòa. Và có mưa nên nhiệt độ ở các thành phố hầu hết là ở mức thấp, như là ở Vinh, Đồng Hới, Huế, hay xuống các thành phố như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn hay là Nha Trang thì nhiệt độ đều dưới 27 độ. Chỉ riêng có Phan Thiết là trời có nắng cả ngày, nhiệt độ cao hơn 30 độ. Tại thành phố Huế thì từ nay cho đến thứ ba, chỉ có ngày thứ hai là không có mưa, trời nhiều mây, âm u, tạnh ráo. Nhưng còn trong ngày hôm nay cũng như là ngày thứ ba thì sẽ có mưa từ sáng cho đến chiều. Nhiệt độ cao nhất đều không vượt quá 26 độ. Về đêm thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh xuống chỉ còn từ 16 đến 17 độ, trời rét. Ở thành phố biển Nha Trang thì hôm nay cũng sẽ có mưa bất chợt. Sang 2 ngày tới thì trời sẽ có nắng cả ngày và nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng nhẹ lên mức là 28 đến 29 độ. Đến tối và đêm thì bầu không khí sẽ khá se lạnh, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 21 cho đến 22 độ mà thôi. Ở khu vực Tây Nguyên thì hôm nay nắng lên từ sớm và duy trì đến tận chiều. Nắng nhiều nhưng cường độ cũng không quá mạnh, nên nhiệt cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa sẽ là từ 26 cho đến 29 độ, Đà Lạt là 22 độ. Thời tiết ở Đà Lạt trong thời gian này cũng khá là đẹp. Ban ngày thì không mưa, nắng nhẹ. Nhưng khả năng về chiều tối ngày thứ hai thì mưa có thể xuất hiện và rất nhanh. Còn về nhiệt độ thì cao nhất sẽ vào khoảng là 22 cho đến 25 độ. Đến đêm trời rét khi nhiệt độ giảm sâu còn 12 đến 13 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và những thông tin thời tiết mới nhất sẽ liên tục được cập nhật trong những bản tin thời sự tiếp theo.